Cứ tưởng rằng mấy mẹo hay đã chỉ hết cho các bạn rồi. Ai ngờ ngồi nghịch MacBook thêm một tí, lại bới ra thêm mấy phím tắt hay và tiện phết. Ước gì mình biết nó sớm hơn thì phải là rảnh tay không cơ chứ. Nếu bạn là tín đồ của macOS và những phím tắt, chuẩn bị giấy bút ghi lại nhé. Bật nhiều cửa sổ trình duyệt hay nhiều cửa sổ ứng dụng mà muốn tắt đi thì quá đơn giản. Các bạn chỉ cần ấn chuột phải vào icon của ứng dụng đó và chọn Quit. Dù đang bật bao nhiêu thì nó cũng sẽ biến mất ngay. Nhưng với Finder để truy cập nhiều thư mục, nó lại không có Quit. Vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ click tắt từng cái một? Ở đây mình có hai tip dành cho bạn. Thứ nhất là các bạn hãy sử dụng phím tắt Command Option V. Thứ hai là giữ Option và nhấn dấu X đỏ ở một cửa sổ Finder bất kỳ. Đấy, vậy là xong, tất cả đã biến mất rồi. Ở video về Spotlight lần trước, mình đã giới thiệu tới các bạn một công cụ tìm kiếm có sẵn trên macOS siêu ngon và tiện lợi. Không chỉ tìm được ảnh, folder hay bất kỳ những cái gì có trong máy Mac của bạn, ngày hôm nay mình sẽ chỉ thêm một mẹo hay ho để bạn có thể truy cập vào đường dẫn của file hoặc folder đó, giúp bạn không mất công đi lục khắp nơi trong máy của mình. Đầu tiên, các bạn hãy tìm và chọn file ở Spotlight. Sau đó các bạn nhấn tổ hợp Command R, nơi chứa file hoặc folder bạn tìm sẽ sổ ra ngay. Quá tiện phải không? Với người hay làm việc với văn bản dài ngoằng trên Mac hoặc hay gõ con tay như mình, đây là các phím tắt cực kỳ hữu ích mà bạn nên nhớ. Bạn muốn trò chuột nhảy lên đầu trang hoặc cuối trang nhanh mà không cần phải di chuột hay cuộn trang lên đầu cuối trong mất thời gian, hãy đổi sang dùng phím tắt Command và mũi tên lên xuống như thế này. Nếu không muốn động tới chuột hay trackpad mà muốn di chuyển trò chuột ra đầu hoặc cuối dòng, các bạn hãy sử dụng phím Command cùng với mũi tên sang trái hoặc sang phải để có thể đổi vị trí trò chuột thật nhanh nhé. Thay vì phải nhấn mũi tên liên tục để tìm tới vị trí cần, các bạn hãy giữ Option và mũi tên ngang sang trái hoặc sang phải để trò chuột nhảy cách tới từng chữ nhanh hơn. Và nếu như bạn muốn chọn hay là select chữ hoặc câu đó, các bạn hãy giữ nút Shift và nhấn mũi tên ngang sang trái hoặc sang phải để chọn vùng mình cần. Ở phần trước, mình có nói về việc giữ Option và gõ một phím bất kỳ, bạn sẽ gõ được những ký tự đặc biệt, khác với ký tự được in trên phím đó. Còn ở video này, không cần dùng thêm phím chức năng nào cả, mà bạn có thể gõ được các dấu nhấn âm bằng cách chỉ giữ vào nút ký tự bất kỳ và giữ chừng 2 giây. Một bảng Accent menu sẽ hiện ra. Ở đây, bạn có thể lựa chọn ký tự mong muốn bằng cách dùng mũi tên để di chuyển hoặc bấm số tương ứng với ký tự muốn chọn. Có một lưu ý nho nhỏ là chức năng này sẽ không dùng được ở tất cả các ứng dụng đâu nhé. Bạn thường xóa chữ như thế nào? Có phải là khi muốn xóa chữ trong văn bản, bạn sẽ trò chuột tới nội dung muốn xóa và nhấn Delete? Phải rồi, đây là cách mà ai cũng sử dụng. Với bàn phím macOS, bạn có nên biết cách xóa ngược lại. Tức là thay vì xóa ký tự nằm ở bên trái của dấu nháy chuột, chúng ta sẽ xóa được các nội dung ở bên phải của dấu nháy chuột bằng cách dùng tổ hợp nút Function và nút Delete. Cách này sẽ giúp việc xóa nội dung của bạn tiện hơn mà không tốn thời gian di chuyển trò chuột. Ở phần này là tổng hợp 5 phím tắt mà mình đánh giá rằng nó rất hay, rất hữu ích nhưng cực ít người biết. Vì xung quanh mình những người dùng lâu cũng chưa ai biết hết đâu. Và bạn thích nhất phím tắt nào? Và đâu là phím tắt được dùng nhiều nhất sau khi bạn biết tới nó? Hãy để lại comment ở dưới cho chúng mình biết với nhé!